Sách Thi Thiên, chương 77. Đức Chúa Trời ở với dân Ngài trong cơn gian truân. Còn kêu cầu với Đức Chúa Trời, cất tiếng hướng về Đức Chúa Trời và xin Ngài lắng nghe con. Trong ngày gian truân, con tìm cầu Chúa. Ban đêm, tay con giơ thẳng lên không mỏi, nhưng linh hồn con không được an ủi. Con nhớ đến Đức Chúa Trời và bồn chồn than thở. Tâm linh con nao sờn. Chúa giữ mí mắt con mở ra, con bị bối rối, không nói nên lời. Con suy nghĩ về những ngày xưa và các năm đã qua. Ban đêm, con nhớ lại bài hát của con. Con suy ngẫm trong lòng và tâm linh con băn khoăn tự hỏi, Chúa sẽ từ bỏ đến đời đời ư? Ngài chẳng còn ban ơn nữa sao? Sự nhân từ của Ngài chấm dứt mãi mãi ư? Lời hứa của Ngài vinh hiển không còn nữa sao? Đức Chúa Trời quên làm ơn sao? Trong cơn giận, Ngài đóng chặt lòng thương xót ư? Con nói, nỗi đau đớn của con là tay phải của Đấng Chí Cao đã đổi thay. Con sẽ nhớ mãi công việc của Đức Giê-hô-va, nhớ đến các phép lạ của Ngài thuở xưa, cũng sẽ suy ngẫm về mọi công tác Chúa và suy tư về những công việc của Ngài. Lạy Đức Chúa Trời, đường lối Chúa là thánh, có thần nào vĩ đại bằng Đức Chúa Trời chăng? Chúa là Đức Chúa Trời hay làm phép lạ? Ngài bày tỏ quyền năng Ngài giữa các dân. Chúa dùng cánh tay mình mà chuộc dân Ngài, tức là con cháu của Gia-cốp và Giô-sép. Lạy Đức Chúa Trời, khi các dòng nước thấy Chúa, phải, khi các dòng nước thấy Chúa thì sợ hãi và vực sâu run rẩy. Đám mây tuôn nước xuống, bầu trời vang tiếng sấm và các mũi tên Chúa bay khắp bốn phương. Tiếng sấm Chúa ở trong gió rốt, tia chớp chiếu sáng thế gian, đất chuyển động và rung rinh. Con đường của Chúa ở trong biển, các lối của Chúa ở dưới nước sâu. Còn các dấu chân Chúa không ai thấy được. Chúa dùng tay Môi-se và A-rôn để dẫn dắt dân Ngài như một đàn chiên. Sách Hebrew chương 11. Sức mạnh của đức tin. Đức tin là sự xác quyết về những điều mình đang hy vọng và bằng chứng của những điều mình chẳng xem thấy. Thật vậy, nhờ đức tin mà người xưa đã được lời chứng tốt. Bởi đức tin, chúng ta biết rằng vũ trụ đã được dựng nên bởi lời của Đức Chúa Trời, đến nỗi những vật thấy được hình thành từ những vật không thấy được. Bởi đức tin, A-ben đã dâng cho Đức Chúa Trời một sinh tế tốt hơn của Ca-in, và ông được chứng nhận là công chính khi Đức Chúa Trời chấp nhận lễ vật ấy. Cũng nhờ đó, mặc dù chết rồi, ông vẫn còn nói. Bởi đức tin, Hê-nốc được cất lên và không trải qua sự chết. Người ta không thấy ông nữa vì Đức Chúa Trời đã tiếp ông lên. Bởi trước khi được tiếp lên, ông được chứng nhận là đã sống hài lòng Đức Chúa Trời. Không có đức tin thì không thể nào làm hài lòng Đức Chúa Trời. Vì người nào đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng Ngài thực hữu và Ngài là đấng ban thưởng cho những ai tìm kiếm Ngài. Bởi đức tin, Noe được Chúa cảnh báo về những việc chưa thấy và ông thành tâm kính sợ, đóng một chiếc thuyền để cứu cả nhà mình. Bởi đó, ông lên án thế gian và trở nên người thừa kế sự công chính đến từ đức tin vậy. Bởi đức tin, Abraham vâng lời Chúa gọi, đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp. Ông đi mà không biết mình đi đâu. Bởi đức tin, ông cư trú trong đất hứa như trên đất ngoại quốc, ở trong các trại với Isaac và Gia-cốp, là những người đồng thừa kế một lời hứa như ông. Vì ông chờ đợi một thành có nền móng do Đức Chúa Trời thiết kế và xây dựng. Bởi đức tin, chính Sarah, dù hiếm muộn và cao tuổi, vẫn còn có khả năng sinh sản, vì bà tin rằng Đấng đã hứa với mình là thành tín. Vì thế, cũng từ một người xem như đã chết, lại sinh ra muôn vàng con cháu, đông như sao trên trời, như cát bãi biển,
không thể đếm được. Tất cả những người ấy đều chết trong đức tin, chưa nhận lãnh những điều đó đã hứa cho mình, chỉ trông thấy và chào mừng những điều ấy từ đằng xa, xưng mình là kiều dân và lữ khách trên đất. Vì những người nói như thế, chứng tỏ rằng họ đang đi tìm một quê hương. Nếu họ đã nghĩ đến quê hương mà mình từ đó đi ra, thì họ cũng đã có cơ hội trở về. Nhưng họ mong ước một quê hương tốt hơn, tức là quê hương trên trời. Nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn mà xưng mình là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài đã chuẩn bị cho họ một thành. Bởi đức tin, Abraham dâng Isaac trong khi bị thử nghiệm. Ông sẵn sàng hiến dâng đứa con một đã nhận được theo lời hứa, là đứa con mà Đức Chúa Trời có phán: chính qua Isaac, con sẽ có một dòng dõi được gọi bằng tên con. Ông tự nghĩ rằng Đức Chúa Trời có quyền khiến kẻ chết sống lại. Nói theo nghĩa bóng, ông thật đã nhận lại con mình từ cõi chết. Bởi đức tin, Isaac chúc phước cho Jacob và Esau về những việc tương lai. Bởi đức tin, Jacob lúc gần qua đời đã chúc phước cho hai con của Joseph và nương trên đầu gậy mình mà thờ lạy. Bởi đức tin, Joseph lúc gần qua đời đã nói về việc con cháu Israel ra khỏi Ai Cập và truyền dặn về hài cốt mình. Bởi đức tin, khi Môi-se mới sinh ra, cha mẹ ông đem đi giấu trong 3 tháng, vì thấy đứa con khôi ngô nên không sợ chiếu chỉ của vua. Bởi đức tin, Môi-se lúc đã khôn lớn, từ bỏ danh hiệu mình là con trai của công chúa Pharaoh, thà cùng con dân Đức Chúa Trời chịu hà hiếp hơn là hưởng thụ lạc thú chóng qua của tội lỗi. Ông coi sự sỉ nhục về Đấng Christ là quý hơn châu báu Ai Cập, vì ông trông mong sự ban thưởng. Bởi đức tin, ông lìa Ai Cập không sợ vua giận, vì ông kiên trì như thể thấy Đấng không thấy được. Bởi đức tin, ông giữ lễ vượt qua và rưới máu để thiên sứ hủy diệt không đụng đến con đầu lòng dân Israel. Bởi đức tin, dân Israel vượt qua biển đỏ như đi trên đất khô, còn người Ai Cập cố đi qua thì bị nhận chìm. Bởi đức tin, các tường thành Jericho đổ xuống sau khi dân Israel đi vòng quanh 7 ngày. Bởi đức tin, kỵ nữ Rahab không chết với kẻ chẳng tin, vì nàng đã tiếp rước các thám tử một cách hòa nhã. Tôi còn nói gì nữa? Vì nếu tôi muốn nói về Gideon, Barak, Samson, Jephthê, David, Samuel và các nhà tiên tri thì không đủ thì giờ. Những người ấy bởi đức tin đã chinh phục các vương quốc, thực thi công lý, nhận được những lời hứa, bịt mồm sư tử, tắt ngọn lửa hừng, thoát khỏi lưỡi gươm, thắng bệnh tật, trở nên dũng cảm trong chiến trận, khiến dân ngoại xâm chạy trốn, có các phụ nữ nhận lại thân nhân mình từ cõi chết sống lại, có kẻ thà bị tra tấn mà không chịu giải cứu để được sự sống lại tốt hơn, có những người khác bị chế giễu, đánh đập, lại còn bị xiềng xích và lao tù nữa. Họ đã bị ném đá, bị cưa đôi, bị giết bằng gươm, lưu lạc rầy đây mai đó, mặc bằng da chiên, da dê, bị thiếu thốn, bị hà hiếp và ngược đãi. Thế gian không xứng đáng cho họ ở, họ phải lưu lạc trong hoang mạc, trên núi cao, trong hang động, trong những hầm hố dưới đất. Tất cả những người ấy, dù đã được chứng nhận tốt nhờ đức tin, nhưng chưa nhận lãnh điều đã hứa cho mình. Vì Đức Chúa Trời đã cung cấp điều tốt hơn cho chúng ta, để ngoài chúng ta ra, họ không đạt đến sự toàn hảo được. Sách Jeremy, chương 3. Lời khuyên dân Israel ăn năn. Đức Giê-hô-va phán: nếu người kia ly dị vợ, người vợ này ra đi và lấy chồng khác, thì người chồng cũ có thể quay lại với người đàn bà đó không? Đất ấy chẳng phải đã bị ô uế lắm sao? Người đã đàn điếm với nhiều tình nhân, còn tính trở lại với ta sao? Hãy ngước mắt nhìn các đồi trọc, có nơi nào mà ngươi chẳng ăn nằm với người khác?
người đã ngồi bên đường để chờ đợi tình nhân, như người Ả Rập trong hoang mạc, người đã làm ô uế đất này bằng những trò dâm ô đồi trụy. Vì thế nên mưa đã bị giữ lại, mưa cuối mùa cũng không đến. Dù vậy, người vẫn không biết nhục, vẫn mặt chai mày đá như gái mại dâm. Chẳng phải từ lâu nay người đã gọi ta cha của con ơi, Ngài là bạn của con từ thuở thiếu thời. Lẽ nào Ngài căm giận mãi mãi và phẫn nộ đời đời sao? Này, dù đã nói như vậy, người cứ tiếp tục làm điều ác mình muốn. Lòng bất trung của Israel. Vào thời trị vì của vua Josiah, Đức Giê-hô-va phán với tôi: Con có thấy điều mà Israel bội bạc đã làm không? Nó đã lên mọi núi cao, đến dưới mọi lùm cây rậm lá mà đàn điếm. Ta nghĩ rằng sau khi làm mọi việc ấy, nó sẽ trở về với ta. Nhưng nó không trở về. Em gái bất trung của nó là Giu-đa đã thấy điều đó. Ta thấy rằng khi Israel bội bạc vì tội ngoại tình, ta đã từ bỏ nó và trao giấy ly hôn cho nó. Nhưng em gái Giu-đa bất trung của nó chẳng chút sợ sệt, vẫn tiếp tục đàn điếm. Vì coi thường sự dâm loạn của mình, nên nó tự làm ô uế mình cùng với đất này, ngoại tình với cả đá và gỗ. Đến vậy rồi mà em gái bất trung của nó là Giu-đa vẫn cứ giả dối, không hết lòng trở về với ta. Đức Giê-hô-va phán vậy. Đức Giê-hô-va cũng phán với tôi rằng: Israel bội bạc nhưng còn công chính hơn so với Giu-đa bất trung. Hãy đi hướng về phía bắc và công bố những lời này. Hỡi Israel bội bạc, hãy trở về. Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ không nghiêm nét mặt mà nhìn các ngươi đâu, vì ta giàu lòng thương xót, ta không căm giận đời đời. Đức Giê-hô-va phán vậy. Chỉ cần ngươi nhìn nhận lỗi mình rằng người đã chống lại Giê-hô-va Đức Chúa Trời, người đã rong ruổi theo các thần ngoại bang dưới mỗi lùm cây rậm lá và không lắng nghe tiếng ta. Đức Giê-hô-va phán vậy. Đức Giê-hô-va phán: Hỡi con cái bội bạc, hãy trở về, vì ta là chủ của các ngươi. Ta sẽ lấy từ các ngươi mỗi thành một người, mỗi gia tộc hai người, đem đến Sion. Ta sẽ ban cho các ngươi những người chăn nẹp lòng ta. Ta sẽ lấy tri thức và sự khôn ngoan mà chăn dắt các ngươi. Đức Giê-hô-va lại phán: Khi các ngươi gia tăng và phát triển nhiều trong xứ, thì lúc ấy người ta sẽ không nói đến hôm giao ước của Đức Giê-hô-va nữa. Người ta sẽ không còn liên tưởng hay nhắc nhớ đến, không còn nuối tiếc hay muốn đóng một cái hòm khác. Lúc ấy, người ta sẽ gọi Jerusalem là ngôi của Đức Giê-hô-va. Mọi dân tộc sẽ nhân danh Đức Giê-hô-va mà tụ họp về Jerusalem. Họ sẽ không bướng bỉnh sống theo lòng dạ gian ác của mình nữa. Trong những ngày đó, nhà Giu-đa sẽ cùng đi với nhà Israel, rồi chúng sẽ cùng nhau ra khỏi đất phương Bắc, trở về xứ mà ta đã ban cho tổ phụ các ngươi làm sản nghiệp. Ta đã nói, làm sao để đưa ngươi vào hàng con cái ta và ban cho ngươi một miền đất tốt tươi, cơ nghiệp quý giá nhất giữa các dân. Ta đã nói, ngươi sẽ gọi ta là cha tôi và sẽ không quay lưng lìa bỏ ta. Nhưng hỡi nhà Israel, người đàn bà không chung thủy lìa bỏ chồng thế nào thì các ngươi cũng không chung thủy với ta thể ấy. Đức Giê-hô-va phán vậy. Có tiếng kêu than nghe được từ các đồi trọc, đó là tiếng con dân Israel khóc lóc cầu khấn, vì chúng đã đi con đường lầm lạc, đã quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình. Hỡi con cái bội bạc, hãy trở về, ta sẽ chữa lành chứng bội bạc của các ngươi. Các ngươi đáp, này, chúng con đến với Ngài, vì Ngài là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng con. Sự thờ lạy trên các đồi cao và tiếng ồn ào trên các núi thật ra chỉ là sự dối trá. Thật, chỉ trong Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng con
mới có sự cứu rỗi cho Israel. Từ thời niên thiếu của chúng con, thần đáng xấu hổ đã nuốt hết công lao của tổ phụ chúng con, bầy chiên, bầy bò, con trai con gái của họ. Chúng con đáng phải nằm trong sự xấu hổ, đắp lên mình điều sỉ nhục, vì cả chúng con lẫn tổ phụ chúng con đều đã phạm tội với Jehovah Đức Chúa Trời. Từ thời niên thiếu cho đến bây giờ, chúng con không chịu lắng nghe tiếng của Jehovah Đức Chúa Trời chúng con. Chương 4. Lời khuyên bảo và cảnh cáo. Đức Jehovah phán: Hỡi Israel, nếu ngươi trở về với ta, nếu ngươi dẹp bỏ những việc ghê tởm khỏi mặt ta và không dao động nữa, nếu ngươi nhân danh Đức Jehovah hằng sống mà thề cách trung thực, ngay thẳng và công chính, thì các ngươi sẽ được Ngài ban phước và được vinh hiển trong Ngài. Đức Jehovah phán với người Giu-đa và dân thành Jerusalem thế này: Hãy vỡ đất hoang, đừng gieo trồng trong gai góc. Hỡi người Giu-đa và dân cư thành Jerusalem, hãy cắt bì chính mình vì Đức Jehovah, hãy cắt bỏ dương bì khỏi lòng dạ các ngươi. Nếu không, cơn giận ta sẽ phần lên như lửa, thiêu đốt các ngươi, không ai dập tắt được, vì việc ác các ngươi đã làm. Hãy loan báo trong Giu-đa và công bố trong Jerusalem rằng: Hãy thổi kèn khắp đất, hãy kêu lớn tiếng rằng: Nào, chúng ta hãy tập hợp lại và trốn vào các thành kiên cố. Hãy giương cờ hướng về Sion, hãy trốn đi, đừng dừng lại, vì ta sẽ đem đến một tai họa từ phương Bắc, một sự tàn phá khủng khiếp. Sư tử đã ra từ rừng rậm, kẻ hủy diệt các nước đã lên đường, đã rời khỏi chỗ nó, để làm cho đất nước ngươi hoang tàn, các thành của ngươi hoang phế, không còn một bóng người. Vì thế, hãy quấn vải xô vào người, khóc lóc kêu vang, vì cơn thịnh nộ của Đức Jehovah chưa liệt khỏi chúng ta đâu. Đức Jehovah phán: Trong ngày đó, vua chúa và giới lãnh đạo đều mất tinh thần, các thầy tế lễ kinh hoàng, các nhà tiên tri sửng sốt. Tôi liền thưa: Ôi lạy Chúa Jehovah, thật Ngài đã gạt dân này và Jerusalem rồi. Ngài hứa các ngươi sẽ được bình an, thế mà gươm đang kề cổ. Bây giờ sẽ có lời nói với dân này và Jerusalem rằng: Một ngọn gió nóng từ các đồi trọc trong hoang mạc sẽ thổi trên con gái dân ta, không phải để rê hay sảy lúa, nhưng là một cơn gió rất mạnh thổi đến theo lệnh ta cho các việc đó. Bây giờ chính ta sẽ tuyên phạt chúng. Này, nó sẽ kéo đến như đám mây, chiến xa nó như cơn lốc, ngựa chiến của nó nhanh hơn đại bàng. Khốn cho chúng tôi vì chúng tôi bị diệt mất. Hỡi Jerusalem, hãy tẩy sạch gian ác trong lòng ngươi để ngươi được cứu. Ngươi còn dung túng những ý tưởng xấu xa trong lòng cho đến bao giờ? Vì có tiếng loan báo từ đất Đan và công bố tai ương từ núi Ép-ra-im. Hãy truyền cho các nước, hãy báo cho Jerusalem rằng: Những kẻ vây hãm từ phương xa đến, chúng hò hét chống lại các thành Giu-đa. Chúng bao vây Jerusalem như người giữ ruộng, vì thành ấy đã phản loạn với ta. Đức Jehovah phán vậy. Đường lối và việc làm của ngươi đã gây ra cho ngươi mọi điều ấy. Đó là kết cục bất hạnh của ngươi, thật cay đắng tận tâm can. Ôi, nỗi đau của tôi, nỗi đau của tôi, nỗi quặn thắt trong lòng, tâm hồn tôi bối rối, tôi không thể nín lặng. Linh hồn ơi, ta đã nghe tiếng kèn và tiếng hò xung trận, tai ương dồn dập tai ương, khắp xứ hoang tàn, lều trại tôi thình lình bị phá hủy, màn trướng tả tơi trong phút chốc. Tôi còn phải nhìn thấy cờ và nghe tiếng kèn của quân thù cho đến bao giờ? Dân ta thật dại dột, chúng chẳng nhận biết ta. Đó là những đứa con khờ dại, thiếu hiểu biết, khéo làm điều ác, nhưng không biết làm điều thiện. Tôi nhìn trái đất, kìa,
không có hình dạng và trống rỗng. Tôi xem các tầng trời thì không có ánh sáng. Tôi nhìn lên các núi, chúng đều rung động, mọi đồi cao đều lung lay. Tôi nhìn quanh, không một bóng người. Tất cả chim trời đều trốn biệt tâm. Tôi thấy, kìa, đất màu mỡ đã trở thành hoang mạc. Tất cả các thành đều bị hủy phá trước mặt Đức Giê-hô-va, trước cơn thịnh nộ của Ngài. Đức Giê-hô-va phán, khắp đất sẽ hoang vu, nhưng ta không tiêu diệt đến cùng. Vì thế, mặt đất sẽ sâu thẳm, bầu trời sẽ tăm tối. Vì ta đã phán, đã định, thì không đổi ý, chẳng rút lời. Khi nghe tiếng của kỵ binh và lính bắn cung, mọi thành đều chạy trốn, kẻ chui vào bụi cây, người treo lên các hẻm đá, mọi thành đều bị bỏ hoang, không một ai cư ngụ. Còn ngươi, hỡi kẻ bị diệt vong, ngươi sẽ làm gì? Dù ngươi có mặc áo màu tím, đeo trang sức bằng vàng, lấy mực vẽ mắt mình cho to, trang điểm cho đẹp, cũng chẳng ích lợi gì. Các tình nhân ngươi cũng khinh ngươi, tìm cách sát hại ngươi. Vì tôi nghe tiếng kêu la như tiếng đàn bà chuyển dạ, tiếng rên rỉ như tiếng sản phụ sinh con so. Đó là tiếng của con gái Siôn thở hổn hển và giang tay than khóc. Khốn khổ cho tôi ngất liệm trước mặt bọn giết người.